Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi đến bài tiếp nào. Rồi thì ok, bộ bài bò sáng cái chơi mình chơi nó không dễ ý lắm, cho nên là bữa nay mình sẽ đổi về lại bộ cái bộ bài đổi biến tất cả hình thể chiến binh á, để mà chúng ta dùng robot chúng ta tiêu diệt các bạn. Rồi, ok. Mình tạm thời mình nghĩ là mình úp thêm một lá thủy độ mình xuống, là tại úp nhiều quá là nguy hiểm cho mình đó mà. Rồi, ok. Ngoài ra thì mình đã đưa vô bộ bài này một lá bài rất đặc biệt các bạn. Thật ra nó cũng không đặc biệt lắm, nhưng mà đúng là nó hợp với bộ này. Hôm bữa có bạn bày cho mình cái chiêu biến tất cả thành rồng, là dùng cái lá giết, cái lá nhốt rồng để giết tất cả. Nhưng mà mình thì mình lại không hảo cái đó lắm, nhưng mà bây giờ mình lại muốn dùng cái lá giết hết tất cả chiến binh các bạn. Rồi, ok. Có giỏi thì bắn đi. Rồi, em xin nhẹ 5 lá. Mặc dù đúng ra là mình nên cầm khoảng 40 lá bài thôi để tỷ lệ ra bài của mình cao, nhưng mà để phòng ảnh chơi giật bài thì mình cầm 47 lá cho nó chắc ăn. Bộ bài này thì nó tính cái đó vừa công vừa thủ luôn, chứ không phải là thủ không nữa. Hồi sinh cái con này không cần thiết rồi. À rồi, có lá này ở đây nữa thì nó lại đỉnh. Rồi, ok. Qua lượt sau thì chúng ta xài ngay. Cái lá Destino này nói chung là nó là trap, mình nó dùng an toàn hơn so với cái lá kia. Cái lá cuồng phong thay full đó, thì cái lá đó nó dễ bị bật kèo ra nếu đối phương có lá cắn phép. Rồi, ok, chấp nhận dùng thủy độn luôn các bạn. Rồi, con bà này thì chơi cho chúng ta rút bài. Và tất nhiên là mình phải rút cái con trên một con kia nó thuộc bà này sẽ bị hạn chế thủ, cho nên là phải dùng rút con khác. Mà giờ còn con nào hay bằng con này nhỉ? Có gì mình lấy bài ra cho nó nhiều quá mà. Cái gì đây? Ồ, con lá hồi sinh. Wow. Ai cha, fan này Maric phản công hay đấy. Không, một tràng pháo tay cho Maric. Pha này hay. Ồ, giật lá này à. Mà hơi cũng không sao. Giật lá này là coi như một thành công lớn của anh đấy. Rồi, nếu mà như vậy thì úp con này xuống cho chắc ăn. No no no, khoan, cho anh bắn trước các bạn. No. Haha. Rồi, đây, chúng ta tất nhiên là phải special summon con này lên rồi. Thấy con này là chắc ảnh cũng yếu rồi các bạn. Rồi, ok, up bài xuống thì up thôi, có cái gì đâu. Rồi, chúng ta gọi luôn nàng phù thủy của chúng ta lên nào. Rồi, ok, để coi ra lá này ngay từ đầu là một cái lợi rất lớn cho mình các bạn. Úp lá này xuống, rồi chúng ta cho nổ luôn. Này, aha, biết ngay là con này mà. Không là mình đi hết ngàn máu rồi. Đó các bạn thấy không? Con này qua bản Legacy thì nó chỉnh lại cái effect xíu. Đó là lúc đó thì cái con này là mỗi lượt nó hình như nó trừ của đối phương 600 máu thì vậy. Bữa mới dùng xong mà không có nhớ. Dù là con này nó ở trên sân lâu thì nó sẽ khiến đối phương mất máu, các bạn chơi có máu khá là đau. Rồi, ok, mình thì chưa biết là mình chơi ra được con gì nha. Ồ, ra được con này lúc này thì lại hơi lỗ. Tại mình đang không cần nó. Thì thôi cho nó đi vô vậy, anh mất hai lá, mình mất 1 lá. Đây, mình lấy lại bài mình dùng thôi. Hey hey. Rồi, ok, mình nghĩ là để coi phép ở đây mình có lá nào không ta. À, có ra Kiki á, con úp con này xuống mình lấy ra Kiki để mình xài tiếp. Rồi, trường hợp này có lấy con này mà phang, tại lưới bắn vô máu đối phương thì nó cũng vậy. Rồi, theo logic thì ảnh sẽ phá con này. Mặc dù đúng rồi, giờ phải ưu tiên. Ồ, ảnh cũng biết phá con, chọn phá đấy, hay. Cứ tưởng ơi, nó ngáo rồi, nó cứ quả nó cũng không ngáo lắm đâu các bạn. Nó hơi ngáo thôi, trong trường hợp này nó biết nó phải ưu tiên phá con robot đó của mình. Không mà được vậy tốt, gián bài nó sẽ hay với AI, nó ngáo quá là lại bắn vô cái con đó nữa, lại nó hóa ra là mình đang chơi cả ngốc à. Đứng dụ cho nó bắn, cái hồi mình thắng là tại vì mình AI nó lúc đó mà mình gài kiểu này là cho nó dụ nó bắn con robot này tới như vậy luôn là nó vong. Còn gì đâu nữa chơi. Wow.
lại được rút bài có cái gì đâu. Rồi trường hợp này thì chúng ta lại nên lấy cái bình này ra để dự phòng các bạn. Chà, đào đấy. Nhưng mà không sao. Không sao, không sao, bình thường, bình thường. Bình thường thôi, bình thường thôi. Cái gì đây? À rồi, lại bán quan tài nữa chứ gì. Thôi rồi ôi, anh ơi là anh, gớm khổ. Dọa ai em để cái tráp xuống là em sợ. Như cái lá này thì em lại không sợ rồi. Biết tại sao em không sợ anh không? Tại vì em có lá bài này. Tuy nhiên bây giờ anh nó không còn là chiến binh nữa, nhưng mà em có lá này em bắt về luôn. Rồi sau đó ba con này cùng bắn thì ông anh nghĩ thử coi ông anh sống nổi không. Bị phản đam cái cú này là đau lắm đó các bạn. Tưởng là đang ở kèo trên, ai ngờ lọt xuống kèo dưới, nào cũng hay các bạn. Có cái gì đâu mà ông anh nắm nóng thế nhờ. Rồi đây cái lá bài mà mình vừa đây là mình sẽ dùng cái lá này ha, tại bạn ở bảng Lugio Bow ở Pokédex thì mình chưa bao giờ dùng cái lá này, bữa nay mình dùng. Và cái lá bài mình nói đây, giết tất cả lá hệ chiến binh, tức là khi bây giờ mình biến tất cả hệ chiến binh nè, mình quăng cái lá này ra cái là hai bên cùng chết, nó tư sức mạnh của nó là tương đương với lá đắc hôn luôn rồi. Mình đã không bỏ lá đắc hôn vô là vì lý do này, tại vì nhiều cái lá mà hủy diệt quá thì hóa ra là mình lại là cái kẻ đồ sát vô tội vạ, mình không muốn vậy. Bộ bài này của mình thì đồng công nhận là hơi ít quái thiệt. Rồi à, mình đấu thủ con này đi, con này nó chuyên phá mấy con 4 sao nè. Ở kỳ đấu với Zoe cực kỳ ghét con này luôn nha, dở lên cái mà quái mình đa phần 4 sao không. Nó làm cành cái mình đi gần hết luôn. Rồi ok, không sao. Hai bên đang kiềm chế các bạn. Rồi không sao, cứ kiềm chế. Con này là con gì thì mình chưa biết. Rồi ok, con ba mắt. Ba mắt thì cũng xuống hố đi là vừa. Cho ảnh rút bài các bạn, vậy ảnh càng mau hết bài thôi. Rồi hồi sinh chi thuật luôn, cái trời gọi ba mắt lên tiếp, ghê vậy. Bản này nó chưa có cái lá phản mà đồ coi nha. Bơ qua mà. Gì đây? À lại báo quan tài à. Rồi lá này chưa cần ra. Chà đấu kiểu này vui đây. Nó cái effect nó biến hóa khôn lường các bạn. Rồi ok, lại rút bài, ảnh mất 600 trước rồi đó. Tại ảnh hồi sinh lên mà. Ảnh mất 2 lá coi như mất 600. Ba này anh Maric chơi hơi dở. Phản đam đi các bạn, tại vì là phản đam đúng rồi. Tại vì nếu mà giờ không phản thì mình hơi dở, do là mình chưa có cái lá bài hay chiến binh đây. Mình khóa anh bằng cái này cũng được nè. Rồi mình không muốn khóa thôi, chưa cần khóa. Như là khả năng cả anh cũng có lá kháng phép ở đây chứ cũng không vừa. Rồi đây. Để coi. Úp lá này xuống rồi, chưa dùng. Để xem nào. Rồi. Ok, anh mất 3 lá em không mất gì nha. Có con này ở đây là ngon rồi. Mất 2 rồi, con đó là không effect lên được luôn nè. Rồi 900 hơi bị đau đấy. Mình mất 300, ảnh đang mất nhiều hơn. Rồi đây. Không cho con này effect ra các bạn. 600 mình lại 300. Ảnh báo quan tài cho ảnh là chủ yếu, mình mua cho chơi thôi, ảnh là quan tài để chủ yếu để bán cho người nhà mình các bạn. Pha này đúng rồi, bóp hơi bị đau ấy. Rồi ok,
rồi. Ok luôn. Rồi úp xuống để xài nào. Khoan dùng lá này các bạn. Mình thử dỡ lá này lên coi. Tại giờ 100 máu đối với mình một lượt cũng không giá trị mấy. À thật ra là mình cũng đoán là sẽ có lá này cho nên là mới cố tình dỡ lên đó. Rồi ok, ảnh như mình mỗi người mất 300 thì có mất cái gì đâu. Ủa em có làm gì đâu, anh tự trừ máu anh mà. Cái ông anh này đôi khi rất là hài hước các bạn. Rồi bây giờ tất cả chúng ta sẽ là chiến binh nha. Rồi lại quăng cái sân ra chứ gì, ông anh khổ quá. Rồi sân thì sân, có cái gì đâu. Tỏ ra nguy hiểm làm gì, người nhà ở nhau không. Chà, đáp nhiều thế nhỉ. Phá một lá của ảnh, chơi cái lá này nó khó bị khắc chế hơn. Tại vì nó là đáp. Rồi ok, mình phá được cái lá tra tấn của ảnh. Rồi mỗi bên lại 300 nữa. Rồi ok, mình úp con này xuống đi. Vẫn không tấn công, hai bên đều đang kiềm chế các bạn. Chiến tranh ở ngoài đời hai bên đều kiềm chế giống vậy được thì tốt. Chà, ổ phá đúng con đấy. Gì đây, ổ số 1 luôn. Đến. Rồi ok, đỉnh đấy, đỉnh đấy. 300. Có con để đè hả ông anh? Chắc gọi thần ra ra rồi. Còn không phải thần ra thì cũng sẽ là một con nào đó rất là đỉnh. À là con này, con giật bài. Ờ 300, ảnh chơi vậy đúng là mình chịu thiệt thật. Nhưng mà xui cho ảnh. Rồi mình lấy lại con này thôi, mình rút bài mình chơi tiếp các bạn. Con này có một cái lá kia, mình bỏ vô tới hai lá lận. Mình có tới ba lá đó lận, nhưng mà thôi mình dùng hai thôi các bạn. Để coi nào. À, rồi ok, chấp nhận luôn. Lá này giúp chúng ta rút bài thôi. Cái con này nó mới gọi được con người máy ra nè các bạn. Đây. Người máy ơi ra đây. Rồi ok, sợ chưa? Cũng hay. Biết ngay mình đó, mình quăng ra là để thí thôi. À mà mình nghĩ là mình cũng không cần lá này đâu. À, là bấm nhầm rồi thôi. Kệ nó các bạn. Không sao, mình rút được bài cũng được. Ở đây à, con này 4 sao ạ. Không biết con này là con gì ha. Rồi thôi khoan, nổ cái cành cái đã cho nó đã coi. Rồi chết chưa. Rồi ok, dỡ con này lên luôn. Bắt về. Chủ yếu để phá cái con thủ này thôi. Mình là nếu mà có vấn đề gì để mình ảnh dỡ cái táp lên luôn, mình chả chịu thiệt. Xin nhẹ anh 800 nữa. Đã biết ngay. Đó, cho anh tự hại ảnh. Trường hợp này nếu là mình thì mình sẽ rất cân nhắc cho quý vị là có nên dở lên hay không. Nhưng mà ai thì chắc chắn là nó sẽ dở cái Battlefall lên thì nó lỗ thôi. Con bọ này của mình là coi như xong việc rồi. Nhưng mà ảnh thì lại khác đó. Ảnh mất cái con summon của ảnh rồi mà ảnh còn mất máu nữa. Cái lá hoàng tài này nó bóp ngược lại ảnh. Cái lá này qua bên bản của 2018 Legacy thì nó có chỉnh lại thì chỉ có đối phương mất máu thôi, mình không có mất máu. Rồi ok. Cái lá này dở lên xài luôn, mất mát gì đâu. Rồi ta lấy lại con nị quỷ này nào. Nó vừa lên nó sẽ chết. Nó chết xong rồi cái con này nó nổ cái cành cái thì mình lại được lấy bài thôi. 1200 thì cũng hơi đau nhưng mà thôi cũng không sao. Ảnh cũng mất điểm. Rồi
này mình lại được rút bài ra xài thôi. Đây thêm một con này nữa là thành công rồi. Rồi ra bài đi ông anh. Dở rồi. Ok mình ra bài quái hơi nhiều đấy nhá. Mặc dù tỷ lệ bài quái trong bộ bài của mình không cao mà ra được vậy là hơi bị nhiều quái đấy. Rồi ok chúng ta hòa. Con này nằm xuống là lại quá đẹp. Rồi cái lá này cầm lên là đúng ý mình luôn. Rồi, cái lá này cũng được. Một con sâu nữa, ôi trời ơi, lượt sau kéo bài ảnh khóc luôn rồi nè. Bách niên thiên nhãn cũng ok. Rồi con này ra sân thì hơi bị đỉnh. Rồi toàn con đỉnh thôi. Nhưng mà ảnh lại cũng đang không làm gì được mình. Rồi 300 thôi mà, có cái gì đâu, mỗi bên 300. Kéo dò chi thuật. Mỗi bên lại 300 nữa. Cái lá báo hoàng tại đây là hai con sâu mà nó kéo máu, ảnh là ảnh khóc luôn. Rồi xong, hết đánh. Rồi anh ngon, anh không bắn mà mình cũng dở lên cho anh chết. Cái lá này nó bốc ngược. Cái gì đây? Hồi sinh à. Rồi cũng được. Anh này anh cho ngồi ghế điện hơi nhiều đấy. Mà đúng hơn là ảnh là người tự tử các bạn. Bó tay luôn. Vừa hồi sinh cho quái mình xong hết máu chết. Rồi ok. Sao bình thường các bạn chơi phải có vậy nó mới vui. Để xem coi. Gemini F thì không nói, tứ diện quỷ. Con này cũng có rồi. Ê, cho đổi, cho đổi, cho đổi. Đổi đi, đổi đi, đổi đi. Không cho đổi rồi. Mà nó kèo quá các bạn. Thế giới này vẫn đang rất đáng cứu anh nhé. Có rất nhiều thứ để mà chúng ta thưởng thức. Anh đừng có như vậy. Rồi ok là 9 sao nha các bạn. Hôm bữa có bạn thông tin mình chơi 9 sao, nó là 9 sao thì dễ quá vậy. Thì tại nhiều khi trận đó Madrid xui mình ra bài hơn nên mình thắng dễ là 9 sao đấy. Không phải 7 sao đâu. Các bạn này nó không cơ chế chỉnh sao. Các bạn muốn mà giảm sao thì các bạn phải cố tình thua. Mà là các bạn bấm đầu hàng liên tục mấy lần thì nó sẽ hạ sao xuống cho các bạn. Nhưng mà mình thấy chả có vấn đề phải hạ sao cả. Cứ chơi cái bộ khó nhất đi, bài mình mạnh rồi. Có phải mới đầu vô chơi đâu mà phải chơi 4-5 sao chơi nhẹ. Đúng là đó nhưng có những cái bộ bài cũng khá là hay. Nhưng mà bây giờ nó gặp mình thì nó cũng tắt điện rồi các bạn. Rồi đây hay. Có lá bài này ở đây nữa thì lại hát 5 đỉnh quá đi. Rồi ok chúng ta lại làm chiến binh nha. Wow úp xuống à. Cũng hay đấy. Thứ nhất ảnh úp xuống thì mình lại có dịp dùng lá phong ấn. Rồi thủy độn nằm xuống luôn. Có thủy độn của cụ nhị ở đây rồi thì còn sợ gì nhà Uchiha nữa hả các bạn. Ô trời, phong ấn được con này lại quá thành công đi. Ô hình như lần này chúng ta đấu với bộ giật bài của ảnh rồi. Rồi ok hai bên giật của nhau. Cũng hay. Rồi sau mình giật được mấy lá này thấy cũng thành công được một phần rồi đó. Ảnh giật của mình, ảnh mình giật của ảnh, bên đây mình giật trước luôn. Rồi ok chúng ta chơi tiếp nào. Để coi ảnh dở trò gì. Thêm một cái lá tráp nữa. À mà cũng đúng. Mình không đánh ảnh, ảnh không đánh mình. Ok. Từ từ là tính. Không vội các bạn. Trường hợp này mình chơi hơi bị khó. Rồi ok, ảnh hết bị khóa tấn công rồi. Úp con này xuống thủ đã, dở con này lên. Xin nhẹ 5 lá tiếp. No. Giật được mấy lá này là kể như lại thành công lớn nữa. Cái gì đây? À con này à. Rồi ok chả sao, hai con này nó xong nhiệm vụ của nó rồi. Nó cũng chỉ bị quăng xuống mộ thôi chứ không phải là phong ấn. Thành ra các bạn cũng khỏi còn lo. Mạng về hồi mình gọi lên mình lại được cái effect của nó nữa là lại ngon.
No. Úp xuống nữa à? Cũng hay. Rồi đây, giỏi thì đây, ok, chúng ta dùng chỉ độ mới loại ba con này đi thôi, thấy nó nguy hiểm rồi. Hay, loại được hai con đó luôn. Rồi, nhưng mà úp xuống các bạn có lá này ở đây là anh sẽ chơi mình đó. Mình không có con Shinzo ở đây mà mình cũng không lấy lá khóa trap, tại mình khóa trap vô từ mình khóa chính mình. Thật ra giờ cái dáng này phải đấu coi ai hết bài trước thôi. Ảnh lẫn mình đều chơi úp. Mấy cái dáng bài của mình nó đấu nó hơi mất thời gian, chứ mình chơi rất vui các bạn. Hai bên giống như đấu trí vậy đó. Khá là căng thật. Ảnh về ảnh cũng lấy được bài á. Cũng tính ra cũng lỗ nha, nhưng mà không sao, mình lấy được con sâu mình giật bài của ảnh lên hết thành công rồi. Ảnh lấy con này mình có đánh đâu sợ. Ê trời. Rồi không sao, ảnh mất con này mình cũng mừng. Không sao, cả trường hợp này mình vẫn lời các bạn. Rồi ok. Ok ok. Tiếp tục đi. Người ơi, tiếp tục đi. Rồi, để coi có gì hay. Ông anh thất thế nha. Phá thế. Cái gì đây? À, anh bắt đầu anh dùng tới sâu rồi đó. Ok, hai đứa mình giật bài của nhau ha. Không sao, không sao, không sao. Rồi. Gì đây? Ồ, có giật bài chi thuật ở đây luôn hả? Ghê đấy, nhưng mà không sao, em không sợ. No, 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 no. Hai con này nó để cái thế này là ảnh dở rồi. Giờ mới dở lên nè. Rồi xong, không giật được bài của em đâu, anh đừng có tưởng bở. Bây giờ con này nó lên rồi thì ông anh có gì để nói nữa không? Một phát đi là cả đống máu nè. 2600 chứ không phải ít đâu. Lấy bộ robot, nói chung là cái bộ robot chống chiến binh này để mà chơi với bộ dịch bài của anh là cũng hay á. Hai cái kẻ cáo già đấu với nhau rồi đỉnh rồi. Rồi là qua thủ Demon thì mình lại không có lấy cái lá xuyên giáp các bạn. Chưa biết cái lá này là lá gì mà phá lá này trước các bạn. Oh, biết ngay mà. Không xử nó là rồi ok, ảnh mới là người mất bài không phải mình. Rồi thế này lại hay. Ba cái bình luôn. Rồi ok, kéo dò chiến thuật. Ảnh lại có một cái bình nữa. Rồi phá cái lá này của ảnh trước. Rồi úp con này xuống đi. Mình sẽ cho ảnh một trận. Ha, là con này à. Ồ, mà bộ bài này của mình phép chắc nhiều lắm chứ ảnh ra con này nhiều khi mình lỗ ấy. Rồi ok, hên quá ra toàn quái không. Mình lỗ hết lá này. Rồi ok, để coi có ảnh dở trò gì. Ồ, ra con này luôn hả? Cũng hay nhưng mà phản đòn nha. No. Gì đây? Rồi, mỗi lần chúng đánh phát rồi đúng không? Rồi, em cũng chỉ cần đánh con cái thôi anh. Nó báo hoặc tài luôn. Rồi ok, cũng được. Rồi đầu tiên bắn trước một phát, kéo máu ảnh ra đã các bạn. Rồi xong. Giờ tạm thời chưa nên dùng cái lá này vội các bạn. À mà thôi dùng đi. Mặc dù mình đúng giống kiểu mình tự hại mình, nhưng mà
Đấy, thủy độ mình biết ngay mà dụ ảnh nó chung cho ảnh dùng cái lá này nè, bộ bài này hay có thủy độ đó các bạn. Rồi mà nếu đã vậy rồi thì còn cái gì đâu nữa để mà chơi đúng không? Đấy. Đây, tính cả rồi. Đây rồi, ok, nó nổ một về là đã lắm nè. No, anh chơi trò gì đây? Ồ, đặt hôn luôn. Ghê gớm lợi hại dữ vậy ta. Thôi làm gì được nữa giờ. 300 rồi, ảnh 300 luôn. Nãy giờ ảnh toàn bị cái lá bóng tài bóp thôi. Ảnh đừng dùng lá này, có khả năng ảnh thắng mình. Chứ ảnh dùng cái lá này hoài, tội nghiệp ghê vậy đó. Rồi, ok. Mình thì mình chả thèm làm gì cả, mình cứ lấy cái lá này ra mình dùng thôi. Mấy con chơi dạng thịt clip nó có giá trị. Rồi, ok, có microphone ở đây. Có lá này úp xuống là ngon rồi. Ồ, là cái bình, quên mất. Ảnh còn cái bình nãy giờ ảnh chưa xài. Ảnh mất 300, mình mất là nhiều hơn, mất 900 luôn. Rồi, không sao. Rồi, nằm xuống. Thôi lá cầm lá thì lên được là ngon cơm rồi. Oh yeah. Chà, không sao. Cái bình. Rồi, vô tình nó giúp mình thắng các bạn, ảnh có lá cộng máu luôn hả? Thần ra luôn. Rồi, ok. Lợi hại đấy. 900, ảnh 300. Rồi, ok, từ từ mình úp những cái lá này xuống đã. Rồi, sau đó là cho ảnh bay luôn. 900, ảnh tự hết máu mà chết. Có cái gì đâu mà mắc chữ O mồm chữ A hả anh? Rồi, ok. Có lẽ là mình nên bỏ bớt một cái bình ra các bạn. Cái mình nghĩ là mình bỏ cái bình này ra nè. Cái bình này thì nói chung là nó không có vẻ như không hợp lắm với cái bộ này của mình. Thì nhiều khi mình bóp ngược gì nó nữa, tại bộ bài này của mình nhiều phép mình tráp quá. Tại vì cái con đó khi dùng xong á là chỉ có quái là được lên sân thôi. Còn nếu như phép tráp là phải bỏ xuống ngộ rồi mình lỗ nữa. Tính để vô coi nó hữu dụng không mà thấy có vẻ như nó không hợp. Rồi, ok, vô là xin bài của ảnh liền. Chả cần làm gì nhiều. Cả ảnh lẫn mình đều đánh cái thế rất là hiểm cho cái ván bài này. Ok, vừa vô là chơi cái lá này liền ha. Rồi, hảo hảo đấy, mình chưa có con bọn người của Yugi, hình ra qua đây mình chưa có con này. Lỗ vô đó. Chà, ảnh lại chưa ra được cái con gì à. Rồi, ok, đã thế thì em thủ. Không có trát, không có phép thì không giống anh lắm đâu nha. Mà em sẽ đợi. Cái gì đây? À, rút bài đi, rút bài đó mà la làng quá. Rồi xong, xin nhẹ 800. Con này dùng hơi sớm, một cái điều ảnh loại được effect của con này cũng coi như là thành công. À, tưởng rút cả đống vậy mà không có trap là hơi buồn đời ấy nha. Phá thế. Ồ, trap con luôn các bạn, phá quá đúng lá. À, rồi, có lá này ra lại ngon cơm rồi. Rồi đây. Oh, Rakigi các bạn, mà cũng không sao. Rakigi thì lại đúng cái con mà mình cần, mình có thể dùng nó để lấy bài. Và tất nhiên bây giờ mình sẽ lấy cái bình để mình trả thù các bạn. Rồi, một phát thôi cũng không đau lắm đâu, bình thường thôi anh trai, bình thường thôi. Oh, 4 con luôn, nó nổ nữa. Ê trời ơi, đây pha này mình lỗ các bạn. Tại chưa biết 4 lá của anh là 4 lá gì, mà cái trường hợp này mình toàn lá ngon không mình lỗ rồi. Chà. Rồi, ok. Món nợ này không trả thì sao có thể nhìn mặt người trong thiên hạ. Đụng cái bộ này thì cái lá sứ giả vào bình này nó hơi vô dụng một tí.
chả con nào nó dám bắn con này đâu các bạn. Trời đất ơi luôn. Ồ pha này ảnh chơi tự hủy các bạn. Ồ biết chơi không lại tự hủy luôn. Dạ tao bằng bằng luôn. Rồi ok cũng được. Kha đi xuống xanh luôn. Ôi trời ơi. Liều thế nha. Liều thế. Ồ pha này bắn đau đấy. Nhưng mà cũng hơi đau tí thôi anh à. Anh mới là người đau đấy. Không phải em đâu. Rồi ok. Take this. Dứt bài chi thuật. À rồi đây rồi đây rồi. Mãi mới có dịp dùng lá này. Cho nó thử một phát bắn tỉa đi. À, thấy lợi hại chưa. Rồi chấp nhận cho anh dịch quá luôn. Cái gì đây. À thủy độn. Ồ, có thủy độn cũng ghê đấy. Thủy độn thì cũng ghê đấy. Nhưng mà đụng phải phong độn của em thì anh dở rồi. Rồi để xem ai may mắn hơn. Ây da, úp bài xuống à. Anh úp bài xuống thì mình cũng nguy hiểm đấy. Rồi ra được con chuột nữa thì trời độ mình rồi. Hey. Là con này biết ngay mà bắn trúng nó một cái nó kéo bài bực mình thì khả năng cao là nó kéo được phép của mình đó. Tại bộ bài này mình phép nhiều. Rồi ok bộ bài của mình là bộ bài mình xét chữ là thành thổ nữa mà nói chung là bộ bài này mình không đề cao anh lấy nâng cao sát thương rồi mình không lấy sân cũng không lấy con mèo ra làm gì. À đúng rồi, có bữa có bạn chỉ mình con thành thổ bên này hình như mình chưa tìm ra nó là phải. Bạn nó nói hình như điểm công hình như rơi đâu vô khoảng ngàn tư thôi. Thì có thể mình kéo vô đó kiếm rồi ok cũng được. Con đó bạn nhắn tên gì vậy. Rồi ok quà lại quá tuyệt vời đi. Rồi mỗi bên mình lấy một con nhé. À ảnh lại tính chơi chiêu này với mình. Rồi thôi chơi chiêu này với ai. Ai chơi với em làm cái gì không biết nữa. Khổ ông anh quá. Đúng chơi gặp đúng cái người thích chơi cái bài kéo bài của đối phương rồi. Nằm xuống. Rồi cho ảnh nằm yên đó luôn. Mình chả thèm làm gì hết. Thằng ra muốn ra cũng chưa được đâu mày. Thằng ra mà ra là ăn cái microphone bay ngay. Ồ, oh, có cái kha thì chút sành này. Đấy là cái riêng ông đi chút sành này là ngon rồi. Kéo của ảnh 5 lá chơi cho vui. Trời, kéo được 2 lá hồi sinh luôn. Mình đỏ thế nhỉ. Rồi, sau mình ăn rồi các bạn. Cái lá này là để cái lá kết thúc cuộc chơi nè. Cái lá này về cơ bản dùng gọi nó là lá tự tử cũng được. Nhưng mà có điều là trong trường hợp này thì ảnh hết máu còn mình còn còn hơn nửa cây các bạn. Rồi, ok. Thôi, kết thúc ở đây đi ông anh ạ. À. Đừng có nóng làm gì. Cái mánh này cũng là chủ tịch K3 dạy em thôi chứ có phải là chiêu gì cao siêu đâu. Chứ hồi đó em bị cái chiêu này hoài à. Riết anh lấy được cái lá bài này mừng như bắt được vàng luôn các bạn. Rồi cho xin mấy lá bài mới đi, khổ quá rồi. Ủa cái gì đây. À lại thằng Obelisk nữa à. À đúng rồi cho đổi đi tại lá này có rồi. Giờ chúng ta cần cái vị thần còn lại thôi chứ thần này có rồi không ham. Rồi ok. Cũng là bài cũ nhưng mà thôi kệ đó, mấy lá đó cũng tương đối ngon các bạn. Như bạn chắc chắn nó trời ông bỏ lá bài thần ông nhưng mà cái thần đó mình có cần đâu, thần đó mình có rồi. Rồi để xem nào, đầu tiên là nắm đầu con này quăng vô đi, bớt lại lá bài phép nữa thì cũng hơi lo. Con này tính ra cũng không hữu dụng lắm mà nó hệ phong nữa, thôi cho nó vô nó ngủ luôn. Mình lấy con khác ra nhưng bây giờ mình thử kiểm tra coi bên này là cái con đó các bạn nói mình là khoảng 1.400 đúng không? Rồi đây mình kiếm từ trong 1.400 trở xuống nha. Nó có được ở đây thì mình mừng. Rồi đây. Chiến binh hột đậu và con này cái bạn đó, bạn nói mình nó là con gì vậy? Nhìn thử coi. À là con này đúng rồi nè, có bạn chỉ mình đây đúng đúng đó rồi nè. Con này qua đây nó là thuộc hệ chiến binh mãnh thú của bạn, nó tên là Cybernetic.
Clofin gì. Ô mà nếu vậy nó cộng 500 nó vô thành 1.900 ở con này lợi hại á, lấy vô được, con này nó trừ phép cho quái hệ phong. Ở đây mình không có con hệ phong quăng nó vô được nè. À đây rồi, ok đúng bài rồi. Vậy là giờ được 46 lá, 46 lá mà nãy mình 47. Vậy thì chơi cũng hơi nguy hiểm tại vì mình hơi ít bài quái. Cái lá này về cơ bản thì vẫn cần nhưng mình sẽ để nó ở đây. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân của mình thôi, bây giờ mình bớt lại một lá này các bạn. Tại cái lá này cũng không hẳn là hữu dụng lắm. Chủ yếu là mình cần mấy cái lá này nè. Rồi và bây giờ thì để đảm bảo an toàn thì mình nghĩ là mình phải thêm quái hệ thổ vô nữa. Bộ bài này thì chúng ta không trọng những cái con điểm cao các bạn. Bộ bài này thì chúng ta nên xem trọng những cái con nào. À quên, đúng rồi, con cái con này mình để ý này nha, bên bản Legacy thì con này nó chuyên cộng cho quái hệ chiến binh các bạn. Rồi, cái lá này thì cũng hay nhưng mà nếu mà so ra thì nó lại không bằng Dark Hole. Tại vì nếu mình nó chỉ hữu dụng như những lá đang dở lên, còn ví dụ như mà úp xuống thì không có giá trị, thôi cất nó vô đi, dùng thử tập này một lần thôi. Dùng đắt bỏ đắt hơn vô vẫn ngon hơn, có gì giải tỏa mặt bằng các bạn. Rồi ok, cảm ơn bạn nào đã chỉ mình con này nha, bữa giờ kiếm không ra nó luôn á. Rồi đây, lấy ba con này vô đi, nó hệ thổ này với lại nó cũng máu, đúng không? Cái này chơi đôi khi mình thấy mình cũng tốn máu hơi nhiều. Rồi giờ lấy đắt hơn nữa là đủ rồi các bạn. Mã này quái nó nhiều. Đây này, kéo xuống đúng chỗ quá. Rồi vậy là bộ bài mình sẽ có tổng cộng 48 lá ha. Rồi đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.